chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình dư gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ em người thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã dần xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi. Vẫn hỏi xin giữ nhiều luyến lưu, mỗi khi nhớ đôi mắt biếng như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hồn hắc như mang một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo gồng từ đêm dài như thế. Anh Quỳnh, ủa anh Quỳnh đang làm gì vậy? Anh đang tập hát, sáng ngày mai anh đi lên tỉnh anh đi thi hát. Tôi tìm anh có gì không? À, em có chuyện này hỏi anh Quỳnh nè. Thí dụ như mà ngày mai em lấy chồng á, anh Quỳnh có buồn không? Buồn chứ. Vậy nếu như mà ngày mai em đi lấy chồng, anh Quỳnh có tới dự không? Có chứ. Hay quá. Ngày mai là đám cưới của em á, anh Quỳnh nhớ tới dự nha. Trời ơi, đất ơi. Nhớ nha. Ủa, có gì hết sức. Trời ơi. Tắt kẹt. Tất cả lặng, xin ra bên. Alo. Alo. Dạ, kính thưa hội nhà trai. Dạ, kính thưa hội nhà gái. Dạ, kính thưa luôn hai ông mai bà mối. Dạ, người ta có câu là trai lớn lên thì phải lấy vợ, gái lớn lên thì phải lấy chồng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta có mặt tại một cái đám cưới thật là sùm và rùm beng của chị Tươi và anh Sổ. Dạ, hôm nay là nhân ngày đám cưới, là ngày vui của anh chị á. Em Tí Hàng Sớm chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đóng. Và sau đây, một phần không thể thiếu trong buổi tiệc, đó là âm nhạc. Người ta có câu, rượu vào lời ra, đám cưới là phải hát ca tưng bừng. Rồi, bây giờ ai hát đăng ký nè, ai hát? Thôi. Tôi hát. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngò tiền bông rừng tây hoàng mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo trên ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương vùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Một người bước, một người không đợi thì đành tìm ai.
Anh Quỳnh ơi, anh Quỳnh, dạ em chào anh. Đi, người yêu đi lấy chồng rồi, chán lắm rồi. Quá chán rồi hả? Quá chán rồi hả? Trời sao mà? Thôi. Anh Quỳnh nghe em nè, không bỏ thôi. Trời ơi, đó. Dạ, xin lỗi mọi người. Dạ, xin lỗi mọi người. Sao mà khó chịu quá vậy nè, rồi đi ra đứng giữa đừng có trét cho người tôi nha trời. Trét người ta rồi trét lên hình cưới của người ta luôn, đừng có trét cho người tôi nha, sao vậy? Nhưng mà Quỳnh tức lắm. Tức sao tức? Yêu thầm bao nhiêu năm rồi, bây giờ người ta đi lấy chồng mất rồi, giờ làm sao bây giờ? Bây giờ muốn biết đúng không? Bây giờ nhìn xuống dưới vàng ban giám khảo, mong muốn ai là người cố vấn cho mình, đặt ra những câu hỏi đó, hỏi thẳng luôn. Quỳnh thì Quỳnh nghĩ là ở đây chị Linh là người có gia đình, chắc chị Linh sẽ biết là tiêu chuẩn là phụ nữ cần người đàn ông gì. Trời ơi, chị ơi, về chị phải tư vấn đi chị ơi. Trời ơi, chết rồi. Lỡ mang tiếng là bà Mai rồi chị. Tôi đến đây để tư vấn về vấn đề là hát có giống ông Phan Mạnh Quỳnh không, chứ tôi đâu có tư vấn là cái chuyện hôn nhân gia đình. Tình yêu hôn nhân gia đình. Trời ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ không bàn luận về vấn đề Phan Mạnh Quỳnh. Chúng ta hãy bàn về cái sự hóa thân của Phạm Lịch. Dạ. Thì tôi thấy là Phạm Lịch hôm nay đã chấp nhận một cái thử thách đóng vai nam. Thế Lịch cũng cố gắng rất nhiều nhá. Dạ, cũng gồng dữ lắm chị. Gồng dữ lắm, có mỏi không? Nẹp quá trời nẹp. Mỏi không? Thực ra là cái cốt em nó cũng đàn ông đấy. Nhiều khi cái này cũng xả vai ấy chị. Hiểu không? Thế là trở về à? Thật nam tính chứ. Trời ơi. Thế thì lại phải cần nam tính hơn tí nữa nhỉ? Yeah. Thế nhưng mà hỏi thật nhá, cái này hơi riêng tư tí mà trả lời cũng được, mà không trả lời thì thôi. Có nghĩa là trong cuộc đời của mình ấy, Phạm Lịch có bao giờ bị ở cái vị trí như là cái nhân vật trong cái câu chuyện đó? Cái trạng thái mà yêu người ta mà người ta không có đáp trả là đó, người ta xong đi, rồi người ta đi lấy vợ chẳng lấy hạn. Vợ đó. Lấy vợ lấy chồng đó. Em chưa bao giờ. Thế mà vừa rồi diễn cái cảnh đập nguyên cái bánh vào mặt chú rể rồi ra xoa cái bánh đấy vào cái hình cưới, thấy cũng dữ dằn đấy, chứng tỏ là nhập vai rất ghê. Em vay mượn cảm xúc ạ. Vay mượn cảm xúc. Không phải là cảm xúc thì đúng không? Về diễn các thứ là rất là ổn, nhưng chị vẫn khuyên em là nên đi học thêm một tí về thanh nhạc để cho nó tự tin hơn. Tất nhiên là đây là giọng nam, rất là khó cho mình. Lịch đã không phải là ca sĩ, sao mà lại còn phải hát giọng nam là không phải là sở trường nữa. Thì chị nghĩ rằng hôm nay là một phần trình diễn rất là trọn vẹn của Lịch. Và chị xin có lời khen cho em. Yeah. Em cũng xin phép được tiếp lời thêm thôi. Để giả từ một vai nữ sang một vai nam nó khó kinh khủng luôn á chị. Khó lắm. Mà không biết là hồi đó giờ chị đã bao giờ hóa thân vào một cái vai nam chưa? Đây là lần đầu tiên ạ. Đây là lần đầu tiên nên chắc chắn là cũng sẽ gặp rất là nhiều bỡ ngỡ. Và hơn hết nữa, theo thông tin mà em biết về anh Phan Mạnh Quỳnh á, thì ảnh là người Nghệ An. Còn chị là xuất thân từ đâu ạ? Chị ở Thái. Thái, chị ở Thái, Thái Lan nha mọi người. Sao không ạ, Thái Bình ạ, Thái. Em ở Thái Bình. Dạ Thái Bình nha. Là Thái Bình nha. Cái tội là ham nói đó. Người ta đã kết thúc từ hồi nãy rồi. Cái còn bảo là không, em là có bênh. Bênh cuối cùng là bênh thì được lôi nhau xuống. Bênh xong rồi bắn luôn. Mà không, em ghi nhận nãy giờ MC cũng cố gắng hết sức bảo vệ cho em. Không, mà phải ghi nhận cái điều mà Khánh nói về Phạm Lịch là đúng. Khi mà nam với hình nữ, các bạn chỉ cần thay váy đầm vào, trang điểm, make up, tóc giả này kia vào là nhìn ngay ra là một người nữ. Còn bây giờ một người nữ vốn dĩ tóc dài, thân hình mảnh khảnh để hóa thân thành một người nam rất là khó. Bên trong phải bận 4-5 cái lớp áo, cái người nó mới dày lên được như vậy. Rồi tóc là phải bới, phải kẹp, phải quấn cho sát vào đầu để đổ cái tóc giả đó vào. Rồi xóa hết cái lớp make up bình thường đi, rồi đánh cho đen vào. Cho nên là cũng phải ghi nhận cái sự cố gắng này của Phạm Lịch. Chưa kể là bắt là mình phải ồm ồm cái giọng lên để hát như một cái người ca sĩ nam đâu có dễ. Mà giọng của Phan Mạnh Quỳnh cũng không phải là một cái giọng dễ bắt chước. Và không, cái cách hát của anh ta cũng vậy. Chị thấy là cái đoạn bài có bài, chàng trai với chàng cây ấy là Lịch làm rất là tốt. Đúng rồi. Bắt chước giống ghê lắm. Có nghiên cứu rất kỹ luôn. Và một điều quan trọng hơn hết là anh thấy Lịch đã cởi bỏ bớt được phần nào cái áp lực của cái tuần đầu tiên. Tuần đầu tiên thì Lịch cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của vũ đoàn, múa và ngay sở trường của mình. Nhưng tuần này không có múa một động tác nào luôn, chỉ diễn và hát. Và một cái giống Phan Mạnh Quỳnh đó là gì? Phan Mạnh Quỳnh thường khi mà hát anh ấy ít biểu hiện cảm xúc trên gương mặt lắm. Anh ấy gần như là để một cái mặt nó rất là lạnh. Và hôm nay em đã làm được cái điều đó, chúc mừng em. Cảm ơn những lời chia sẻ hết sức là chi tiết và chân thành đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Rồi bây giờ tới anh Thanh Duy. Đây là một tiết mục rất mắc cười.
Một cái điều mắc cười đầu tiên đó là Phạm Lịch là một vũ công, cho nên Phạm Lịch nhảy rất giỏi, và Phan Mạnh Quỳnh lại một ca sĩ không hề biết nhảy. Từ một người biết nhảy mà phải hóa thân thành một người không biết nhảy rất là khó. Cho nên là những cái đoạn mà Phạm Lịch diễn tả những cái đoạn mà Phan Mạnh Quỳnh nhảy không đẹp á, là Lịch diễn ra cái nét rất là mắc cười. Là cho nên là em cảm thấy một tiết mục rất là giải trí. Rất là giải trí. Ok, cái thứ hai nữa là cái tiết mục có chàng trai viết lên cây, lúc mà Phạm Lịch vừa mới ngồi ở đó thôi, là ngay lập tức luôn Thanh Duyên cảm giác là ô, mình đang ở trong cái câu chuyện mà Lịch đang chuẩn bị kể cho mọi người nghe. Và đặc biệt nữa là cái giọng của anh Phan Mạnh Quỳnh á, ảnh bị đớt đớt, chàng trai viết lên đó. Là Lịch nghiên cứu rất là kỹ đúng không chị? Nhưng mà đúng như chị Linh nói, hãy tập trung đi học thêm một cái khóa nào đó để mà mình tự tin hơn, để mình biết là mình cái nốt đó mình đặt đúng vị trí đó mà chưa, hát cho nó đã. Mà bây giờ người ta là vũ công rồi bận rộn công việc nhưng nữa, mà rồi bây giờ đang đi học thi chương trình sao? Mà quan trọng là mình đang thi chương trình, mình đang muốn mang tới những tiết mục hay cho khán giả coi, khán giả thích mình. Thực sự thì em biết là cái phần hát của mình cũng hạn chế thật, em cũng nghiêm túc, em có tập, nhưng mà nhiều khi lên sân khấu thì nhiều thứ tác động đến, xong mình nhập quá, thế thành ra là mình không kiểm soát được. Với lại là đặc biệt là cái bài sau á, lúc đó là do diễn quá cho nên là quên mất luôn cái phần giả giọng nha, quên mất luôn cái phần là lớ của Phan Mạnh Quỳnh là hát giọng của Lịch luôn. Tại vì em gặp rất là nhiều áp lực ở nhân vật này, đúng như là anh Nghĩa cũng nói là anh ấy không có biểu diễn gì nhiều đó, kể cả cơ mặt hay cái gì tay chân anh không có. Ví dụ như ở số trước thì là chị Như Quỳnh thì em là làm được cái tay, còn ở cái phần này thì hoàn toàn anh Quỳnh là giọng hát anh ấy kiểu quan trọng rất nhiều á. Thế là đến phần sau thì em kiểu cũng cố gắng là để giống như hòa nhập với câu chuyện ấy, để cho mình nó không bị rời rạc, thế thành ra là nó cũng hơi trông chênh, nhưng mà cái này em sẽ cố gắng khắc phục ở vòng sau. Cảm ơn và những lời nhận xét của ban giám khảo, và chúc mừng Phạm Lịch một lần nữa khi hóa thân thành nhân vật Phan Mạnh Quỳnh. Yes. Rồi,